mang thai, mặc dù các bác sĩ đã dự đoán ngày sinh của em bé, nhưng trên thực tế, trong những ngày cuối thai kỳ, các thiên thần của chúng ta có thể đòi ra gặp bố mẹ bất cứ lúc nào. Và mới đây, một đoạn clip quay lại cảnh một cô gái bỗng nhiên trở dạ lúc đang đi ăn tất niên với bạn bè sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm. Theo clip mà tài khoản H chia sẻ, cô gái ấy đang đứng cùng nhóm các bạn nữ khác ở ngoài đường. Lúc này, cơn đau đẻ dường như đã ập đến, làm nhân vật chính của chúng ta đứng không vững. Cô lấy tay chống vào hông, liên tục bấu phíu vào một người kế bên, mặt nhăn nhó. Khi đó, các cô nàng còn lại không thể nhịn được cười. Họ cùng nhau trêu chọc bạn mình, thậm chí có bạn nữ còn đưa tay ra làm điệu bộ hứng em bé. Thấy ai nấy như vậy, nữ chính của chúng ta dù đau đớn, nhưng cô cũng không giấu được niềm vui trên gương mặt. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đa phần ai nấy đều mong bạn nữ mang thai kể trên sẽ mẹ tròn con vuông và gửi lời chúc mừng đến gia đình lúc đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, hành động cười cợt trêu đùa bằng cách đưa tay hứng em bé của các cô gái còn lại đã gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Có dân mạng tỏ ra khó hiểu tại sao bạn mình đang đau mà những người còn lại trêu chọc. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng chẳng có ai ở đây đáng bị chê trách cả, bởi họ đang cố làm bạn mình vui để quên đi cơn đau. Đồng thời, đây là một kỷ niệm đẹp giữa mọi người, nên trêu chọc hay đùa vui cũng là chuyện bình thường. Hiện tại, đoạn clip kể trên vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người với vô số ý kiến trái chiều. Còn bạn, nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận nhé!